Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà để uh, bắt đầu cái hướng sửa cho một cái iPhone nó bị mất nguồn Cụ thể ở đây là cái iPhone 6S nó bị mất nguồn thì có rất là nhiều cái trường hợp và rất là nhiều nguyên nhân Thì các bạn sẽ khai thác thông tin của khách hàng đúng không? Đang xài tự nhiên mất nguồn hay là cắm sạc mất nguồn hoặc là có tiền sử rơi nước hoặc rớt đất gì đó Rồi, riêng một cái máy ở đây mình nhận được là iPhone 6S Khách hàng họ bảo là họ đang xài tự nhiên sụp nguồn và mất nguồn luôn Thì cái cách mà để test một cái máy mà nó mất, bắt nguồn bắt đầu từ đâu thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta đưa vào cái máy cấp nguồn để chúng ta xem cái dòng cái dòng của nó có chạm hay không hay là cái dòng của nó bấm lên dòng để ô có đẹp hay không thì các bạn những cái video clip trước các bạn cũng đã biết về cái cách sử dụng cái máy cấp nguồn rồi đúng không rồi riêng ở cái máy này các bạn thấy nè khi mà mình vừa kẹp cái sợi dây cấp nguồn vào thì cái cấp nguồn kêu cái ép một cái và kim dòng và kim nguồn nó sụp về không hết phải không chứng tỏ là cái máy này nó đang bị chạm áp sơ cấp áp sơ cấp thì có bậc một và bậc hai vào wow, khi mà mình chỉnh về không chỉnh cái áp về không và mình tăng lên từ từ cho cái kim dầu nó lên thì nó cảm thấy rất là nóng ngay cái vùng này thì cái vùng này nó sẽ chính là có một cái con quy mà mình hay còn gọi là cái con cầu chì ở trong những cái video clip mà mình để mời các bạn xem á rồi thì nó nóng cái con đó có nghĩa là thôi một lát nữa mình sẽ mở giấy đúp lên và mình sẽ vẽ ra giấy các bạn sẽ dễ hiểu hơn đúng không thường nó nóng cái cầu chì là do những cái thành phần linh kiện gì đó mà cái con cầu chì nó gấp áp nó làm cho cái cầu chì bị nóng đúng không chúng ta sẽ tháo ra và chúng ta thay thế cái cầu chì khác công sức mạnh hơn chúng ta thay thế công cái cầu chì khác công sức mạnh hơn để để chúng ta xem xem cái con nào nó nó gây ra cái cầu chì này nó bị đứt và bị nóng có thể ở lúc này các bạn vẫn chưa hiểu đâu mà một lát nữa khi mà mình vẽ ra giấy các bạn sẽ thấy rất là đơn giản rất là dễ hiểu rồi bây giờ thì mình sẽ câu cái con cầu chì này các bạn ha thì trong cái web solution đó mình sẽ vẽ cái bit để hướng dẫn các bạn câu cái con cầu chì này nó đơn giản lắm rất là dễ thôi chỉ cần lem cục chì từ chân a qua chân b là xong có nghĩa là từ chân v in ra chân v ao các bạn ha rồi sau khi mà lem cục chì Rồi chúng ta sẽ hành chúng ta chỉnh cái máy cấp nguồn về không lại và chúng ta gắn vào cái gắn cái dây cấp nguồn vào cái chân pin đúng không và chúng ta vặn từ 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 lên để cho khi nào cái kim âm nó lên bạn thấy không nó lên từ từ rồi ở một cái máy mà con thấy nè cái von á cái áp của nó mà khoảng một lên khoảng chừng một von thôi mà cái kim âm nó lên là chúng ta bắt đầu chúng ta thấy là nó sẽ nóng linh kiện rồi ha còn những cái máy mà nó chạm ngắn mạch quá mà nó nó chạm ở dưới một volt á thì các bạn sẽ rất là khó dò ra ở trường hợp này thì mình sẽ chia sẻ các bạn thêm cái cách sử dụng cái khói nhựa hồng á để các bạn hơ lên cái vùng mà nó bị nóng á các bạn hơi khó không lên cái vùng mà cái bạn bị, nóng khi mà các bạn chỉnh cái cấp nguồn các bạn kẹp vào mà nó nóng cái vùng mà các bạn cảm thấy cái chỗ nó nóng nhất á các bạn sẽ hơi cái khó nhựa hông vào sau đó các bạn sẽ tiếp tục các bạn kẹp cái dây cấp nguồn vào và các bạn tiếp tục chỉnh cho cái kim ampe nó lên nó lên cao nhất có thể nếu mà nó lên mà nó giật về nó chạm thì chúng ta sẽ chỉnh cho cái vo nó nhỏ lại một xíu và các bạn sẽ nhận ra không nhận thấy cái con ic nào mà nó nóng đó, nó sẽ làm cho cái khó giữa hông nó tan chảy và nó sẽ đổi màu ở chỗ đó các bạn nhìn kỹ và sẽ thấy nè đó các bạn thấy chưa rồi đúng không con đó là con ic chuông các bạn thấy chưa nó đổi màu như vậy thì có thể là cái máy này bị chạm do cái con ic chuông nó làm rồi thì mình sẽ tiến hành mình cách ly cái con ic chuông này ra vì cách ly sẽ chuông là rất là dễ các bạn, ha? các bạn cứ làm tự nhiên thôi bên dưới nó không có IC nào hết nó không có keo gì hết chúng ta cái việc đẩy kho 360 độ với 850 đúng không sau khi các bạn khò ra rồi các bạn sẽ lấy cái kẹp nguồn các bạn kẹp vào lại xem nó hết chạm chưa nếu mà nó hết chạm thì các bạn chỉ tiến hành các bạn thay thế con IC và các bạn sẽ test máy được một lần nữa các bạn giao khách thôi thì cái trường hợp này đúng không khi mà chúng ta tháo IC chuông ra rồi chúng ta đóng IC chuông vào thì chúng ta sẽ test test cái phần chuông của nó xem có hay không rồi nếu mà ok rồi thì sẽ tiến hành ráp máy và giao khách bây giờ thì mình sẽ vẽ mở setup lên để cho các bạn dễ hiểu hơn một chút ha xác định và sửa cái lỗi cho cái iPhone 6s hoặc là iPhone 6s Plus là bị cái lỗi là không sạc thì trường hợp cụ thể ở đây mình nhận được là cái iPhone 6s Plus nó bị cái lỗi là cắm sạc vào nó không có lên pin mà nó còn tụt pin nữa các bạn ha có nghĩa là đang ở 90 rồi bây giờ mình sẽ mở giấy lên Ồ, oh, giấy báo đông rồi not found mình quên cắn gắn cái USB giấy vào cái máy tính rồi chờ các bạn chờ xíu mình gắn vào lại ha thì cái USB này nói như một cái đồng hồ hạt cây thôi khi mà gắn nó vào thì lúc đó chúng ta mới kết nối lên được cái server của hàng giấy đúp này để xem cái sơ đồ và những cái hướng dẫn cái đường đi mạch của nó rồi mình sẽ chọn model iPhone là iPhone 6s rồi như lúc nãy các bạn cũng thấy là khi mà mình vừa gắn cục pin vào á có nghĩa là vừa gắn cái cái, sợi dây cấp nguồn vào á là cấp nguồn kiểu cái S rồi đúng không thì mình, mình, mình bắt đầu mình sẽ dò từ cái chân pin mình sẽ nhấn vào cái chân cộng của cái cục pin để xem xem nó cấp áp cho tất cả những con nào mà thấy không nó cấp áp cho con IC sạc và nó cấp áp cho con giống như là IC con IC cầu chì đó mà hai cho dễ hiểu rồi thì thường từ 6S trở lên các bạn thấy không bao giờ nó chạm áp sơ cấp bạc 1 hết đó Nó chỉ chạm áp sơ cấp bạc 2 thôi Cái bạc 1 nó chạm trừ khi nó bị vào nước Nó bị vào nước nó ten, nó cháy những tụ thì nó mới gây ra chạm thôi Hoặc vào nước nó sẽ sạc các bạn ha Rồi thì bạc 1 là thực biến nó cấp vào đây Thì lúc này nó cấp vào đây thì cái con IC này nó, nó mới, nó Những chân nó mới chung lại với nhau bắt đầu nó sẽ cấp lại vào đây Thì lúc này đây mới chính là cái đường với bát mà nó cấp cho hầu hết những cái linh kiện trên cái mainboard Thì các bạn thấy những cái linh kiện nào mà có chấm đỏ là hầu hết nó đều xài với bát và nó đều có khả năng bị chạm thì riêng cái trường hợp này các bạn ha mình chỉnh cái volt về không mà mình tăng lên từ từ thì mình thấy được cái con IC chuông này là có cái con u 32 hai gì đây nè nó bị chuyển cái màu á, nó bị chuyển nó nóng á, nó chuyển cái màu gì không mà có thể là con này nó bị chạm đúng không nó gây ra nó nóng khi mình câu với cầu chì lại là câu nguyên cục chì qua là cái công sức rất là lớn các bạn ha nên cái con nào nó nóng thì nó nó sẽ nóng nó thôi chứ nó không có còn nóng cầu chì nữa công suất của nó sẽ không có lớn mà cái cục chì lên qua đâu bạn thấy không rồi thì ví dụ một cách ra rẽ, vẽ ra giấy đơn giản bạn hiểu nè từ cái cục pin đúng không nó vào cái chân cộng thì nó sẽ qua một cái con ic nữa ic cầu chì thì bây giờ mình sẽ ví dụ cái cục pin đó là cái cục điện đi cái cục điện ngoài đường các bạn không cái cục điện nó sẽ truyền điện vào nhà các bạn thì tất nhiên nó sẽ qua cái đồng hồ điện nữa thì mình sẽ gọi cái đồng hồ điện này là cái cái cầu chì trong đồng hồ điện có cầu chì bạn ha hay chúng ta còn gọi là cb ha rồi ngày xưa cái cầu chì á nếu mà điện nhà trong nhà chúng ta mà chạm là cầu chì nó đứt đúng không còn giờ cái cb nó chỉ sập cb xuống thôi rồi sau đó thì cái điện này mới cấp cho cái tủ lạnh đi mình ví dụ cái tủ lạnh này giống như là cái con ic chuông này ha rồi cấp cho cái tivi đi cái tivi này thì cũng giống như là cái con ic cấp áp màn hình đi hiển thị màn hình đây ha rồi nó cấp áp cho rất là nhiều ic nữa ví dụ như là cấp áp cho máy nước nóng rồi cấp áp cho cái đèn cấp áp cho cái quạt rồi thì những cái này mình ví dụ nó là những cái con tụ đi rồi bất kỳ những cái tủ lạnh cái tivi hoặc là những cái con tụ nào nó chạm nó cũng đều gây ra nóng nóng cái cầu chì và nó sẽ đứt các bạn ha còn trường hợp nếu mà nó không đứt thì nó đầu nó cái cái mạch điện trong cái cục pin các bạn nó sẽ tự sụp phải không thôi hoặc là nó tự xả từ từ nếu mà cái mạch của chúng ta có bảo vệ tốt pin tốt nó không có gây nổ pin rồi thấy không rồi thì bây giờ nếu mà cái cái công suất của cái uh, cái cầu chì trên cái men nó không đủ thì mình sẽ cách ly nó ra và mình lên một cái cục chì qua các không? Cái cục chì này khả năng nó chịu tải rất là cao. Rồi thì cái khả năng nó chịu tải cao hơn con IC thì cái con IC nó chạm thì tất nhiên lúc này nó sẽ nóng IC. Còn những những cái, những cái những cái những cái tụ mà nó chạm thường các bạn ha nó sẽ nó chạm nó chạm ngắn mạch nó thành nguyên nguồn dây luôn lúc đó dò nóng khó lắm nhưng mà vẫn dò được nó ấm ấm các bạn đúng không con này sẽ tăng nhiệt độ lên thì bắt đầu mình sẽ cách ly nó cái tủ lạnh nhà các bạn mà bị mà bị mà bị cháy bị chạm thì tất nhiên các bạn sẽ tháo tủ lạnh ra thì các bạn sẽ hỏi à, tháo IC này ra rồi máy có xài bình thường không tất nhiên cái máy sẽ xài bình thường nhưng mà chúng ta tháo bỏ tủ lạnh thì nhà chúng ta không có lạnh uống thôi còn chúng ta tháo cái chuông ra thì nhà chúng ta không có không có cái điện thoại không có chuông thôi đúng không các bạn rất là đơn giản rồi thì như vậy mình sẽ tạm dừng cái video clip nữa đây cảm ơn rồi dõi video này chào các bạn chúc các bạn thành công thì nó sẽ có thêm một cái trường hợp nữa là khi mà các bạn đóng cái chuông vào thay con khác vào nó vẫn còn chạm thì cái trường hợp này mình sẽ làm trong cái video clip là hướng dẫn sửa chuông cho iPhone 6s